Ngày 2 tháng 11, tin từ Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã có báo cáo cụ thể về tình hình triển khai bến số 3, dự án xây cảng container Long Sơn tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, nằm trong khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn. Liên quan tới việc xây dựng bến cảng này, nhiều ngày qua, một số tài khoản mạng xã hội, tổ chức phản động đã đăng tải nhiều thông tin cho rằng chính quyền địa phương cưỡng chế và đàn áp người dân phản đối xây dựng dự án này. Ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn khẳng định đây là thông tin bịa đặt, không đúng sự thật. Việc xây dựng bến số 3 hoàn toàn trên diện tích mặt nước không ảnh hưởng đến đất đai, nhà cửa của người dân nên không thể có việc cưỡng chế xảy ra. Ngoài ra, phạm vi xây dựng hạng mục bến cảng là 1 km tính từ bờ biển trở ra, do đó không ảnh hưởng lớn đến ngư trường khai thác của người dân. Mặt khác, khi hình thành bến số 3 sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió cho xã Hải Hà, đồng thời tạo thành vùng nước với diện tích khoảng 10 hectare phục vụ cho ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn. Với những thông tin sai sự thật, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã có báo cáo cụ thể và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa rà soát và có hướng xử lý các trường hợp đăng tải thông tin trên mạng xã hội sai lệch về chủ trương thực hiện dự án. Như báo Người Lao Động đã thông tin, Công an thị xã Nghi Sơn nhận được tin báo về tội phạm với nội dung khoảng 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 tại khu vực chuẩn bị thi công bến số 3 dự án cảng container Long Sơn thuộc địa phận thôn Hà Nam, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, có khoảng 300 người tụ tập mang theo biểu ngữ hò hét phản đối việc xây dựng cảng container Long Sơn. Sau đó, những người này đi bộ ra lòng đường tỉnh lộ 513 rồi bắt đầu đi dọc tuyến đường tỉnh lộ 513 thuộc xã Hải Hà đi qua phường Hải Thượng đến xã Hải Yến thì dừng lại. Quãng đường những người này đi dài khoảng 4 km. Quá trình đi trên đường, đoàn người này đã gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trên dọc tuyến đường tỉnh lộ 513 kéo dài khoảng 1 km trong thời gian từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 45 phút cùng ngày 23 tháng 10. Trước sự việc trên, chiều ngày 23 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Đến ngày 28 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Nghi Sơn đã ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với bà Cao Thị Lĩnh, sinh năm 1991, ở thôn Hà Đông, xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn. Đây là người được xác định cầm đầu trong việc xúi dục kích động người dân địa phương gây rối trật tự công cộng. Ngày 29 tháng 10, công an tiếp tục triệu tập thêm nhiều người để làm rõ hành vi lôi kéo xúi dục kích động người dân. Đến ngày 31 tháng 10, công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã Nghi Sơn và xã Hải Hà cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai phương án đảm bảo thi công bến số 3 để nhà thầu thi công thực hiện dự án đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân xã Hải Hà tiếp tục có các hành vi gây cản trở thi công, nên lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ tạm giữ một số người để điều tra xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết, dự án bến số 3, cảng container Long Sơn, khu kinh tế Nghi Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư, đầy đủ thủ tục pháp lý để triển khai. Các cơ quan chức năng đã có nghiên cứu khảo sát rất kỹ về tác động của dự án là ít ảnh hưởng đến ngư trường đánh bắt của người dân. Ông Lân đề nghị người dân không nghe theo lời xúi dục kích động mà thực hiện các hành vi trái pháp luật. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.